Dạ nghe là cháu có hành ra nghĩ giờ dễ ở bây giờ làm chân chánh là tiên là Phật, Dạ. khỏi có nhiều, thấy không? Đấy, một câu một là thành Phật. Cư trần bất nhiễm là thánh, ở trần này mà không có nhiễm trần là không thánh á. Dạ. Lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền, một câu một. Ở tục này mà đừng có mê này kia đi ha, là tiên hiền, là không tiên. Rồi trung quân dương thác đặng thành thần, vô nguyễn rồi có trung hiếu là được thành thần. Trung với hiếu thành thần trao trẻ hiền với lương bổn đạo rằng lòng bay theo tín đồ Phật giáo bảo một câu một rồi thành Phật, thành thầy tiên, thành thánh, thành thần luôn. Khỏi có nhiều, nhiều là tại vì chúng sanh mê cho nên là đem 84.000 cái pháp mà nói cho chúng sanh để phù hợp với cái pháp nào theo nó. Vậy thì bây giờ thầy có nói rằng một đời một đạo đến ngày chung thân, thì đây nói riêng tín đồ Phật giáo hòa hảo, mà nếu nói nhiều nó đụng chạm thôi đi. Thầy xin vậy ra bây giờ nếu ai mà tin hòa hảo thì cứ việc nghe lời Đức Thầy dặn. Các đạo tà nó mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lầm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh. Mãi ham lên theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Nhớ nghe, bây giờ công an cũng công an giả, mà tiền đô tiền cũng có tiền giả nữa, cái gì nó cũng giả hết á. Thì hòa hảo này cũng giả nữa, chứ đừng nó hòa hảo thiệt, đừng có thấy nó đi mà thuyết trình này kia đó, bận áo này kia ăn chay coi chừng. Dạ. Nó, vậy đó nghe. Dạ. Thành ra mình dè dặt nhau vậy thì tin vậy, thì cứ gì. Bây giờ ăn chay cũng lại niệm Phật, nhiêu đó làm hòa được, cứ nhẫn nhịn đi. Thì nữa thầy về thì ban thưởng thầy lựa chắc loại đó. Để thầy lựa mình chứ đừng có đi kiếm đâu, đúng không mệt. À, mấy anh em tụi con đi đến đây thì có gặp được một cái vị này là nói chung là cũng hơi là cao tuổi. Thì con được biết là ông Hai gần 100 tuổi đúng không ha? 85 tuổi. Dạ, vậy là ông Hai mới có 85 ha. Dạ, thì con cũng bữa nay hữu duyên thì đến đây hỏi một ông Hai một cái số cái đề, thì mong ông Hai giải đáp cho mấy anh em tụi con. Dạ. Dạ. Thì ông Hai ơi, thì mấy hôm nay ông sư Minh Tuệ thì ổng đã đến Nha Trang và ổng đi theo cái hạnh là hạnh Đầu Đà, thì ổng cũng đi vòng quanh Nha Trang á, thì theo ông Hai nghĩ ổng đi như vậy có phải là ổng đang khảo không ông Hai? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, về kính đức thầy của quyền thất cổ tổ các đứng về trên thì cảm chứng minh cho con. Hôm nay gặp các cháu có cái nhân duyên đến đây để rồi trao đổi qua vấn đề đạo pháp. Thì hôm nay tôi cũng là người lớn tuổi thì cái bộ nhớ nó cũng không được nhạy bén như một lần. Thì biết đâu nói đó quý vị cũng thông cảm. Và không gì hơn mục đích là cái đời này nó đã cùng rồi. Rồi Đức Thầy thúc giục nó đời cùng tu gấp. Rồi có nghĩa là sửa gấp. Mà sửa ra chi để rồi dự hội long qua vì cái cơ tận diệt của hạ nguyên này nó sắp hết. Mà khi hết nó diễn biến nhiều cái hiện tượng. Vì thế mà hôm nay có cái dịp thì tôi cũng xin để nhắc lại qua lời Đức Thầy mách bảo cho biết rằng cái dịp nó biến chuyển tới đây để chúng ta sợ mà chúng ta lập thân. Kính thưa chư quý vị, hôm nay chúng ta nói riêng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rất là may mắn. May là gì, ở tỉnh An Giang này có một vị Phật ra đời, đó là Đức Quỳnh Giáo Chủ. Ngài lãnh lĩnh của Đức Phật Kỳ Đà xuống đây mục đích là mở ra các khóa học kỳ này để dạy chúng sanh để rồi lập thân qua cái đời thượng quan hưởng cái đời tiên tại thế, hoặc là nếu mà chúng ta có lâm chung thì chúng ta về cảnh giới cực lạc. Vì kỳ này là tu pháp môn tịnh độ là đối nghiệp giảng sanh. Vì thế mà hôm nay có cái nhân duyên thì tôi cũng xin nói lên công việc hơn để là thúc giục với nhau để chúng ta lập thân để đến hội long qua này có mặt để mình diễn kiến các đứng bề trên để chúng ta tiếp tục hưởng cuộc đời thượng quan thánh đức, mà có chết thì chúng ta cũng được về cảnh giới cực lạc để rồi học đạo. Kính thưa quý vị, cái thời kỳ hồi Đức Phật Thích Ca đó, mà ngài đi truyền cái chân lý giải thoát đó, thì ngài thấy bốn cái khổ chúng sanh, nói cha ta già rồi, cha ta làm vua rồi bệnh chết, rồi ta lên ta làm vua rồi ta cũng già cũng bệnh cũng chết, tất cả chúng sanh như vậy, thì thế mà ngài nghiệm cái khổ nên ngài tầm đạo. Rồi khi ngài đi tìm bỏ ngai vàng điện ngọc vợ đẹp con sinh đi tìm chân lý giải thoát, thì khi ngài đã tìm được rồi đó mà truyền xuống tới lục tổ Huệ Năng là lúc đó là tranh đấu nhau là bạc tiền y bác là không còn tiền nữa.
Vì thế mà cái thời gian vừa qua đó, cũng như pháp môn bế mạc, đạo thánh cũng trăng du là cái đạo làm người đó, cũng bế luôn. Nhưng mà hôm nay thời kỳ hậu quân mặc pháp rất may, được Đức Thầy Lòng Di Phật lãnh cái lệnh xuống đây rồi mở cửa. Như hồi trước là đóng cửa, đạo mở cửa vài công linh mục. Vì thì Ngài đó, mục đích xuống đây là Ngài báo hiệu cho biết rằng cái cuộc biến chuyển của hạng quân hạ này nó nhiều cái việc xảy ra. Vì thế mà hôm nay Ngài muốn chỉ chúng ta, vì lòng từ bi thương xót mà xuống đây chỉ chúng ta để lập thân. Thì không gì hơn là Ngài nhắc một câu, cũng như nó đời cùng rồi, tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Vì cái đời cùng là gì? Cái lý tam quân á, thượng quân, trung quân và hạ quân của hạ quân hạ. Vì thì cái thời kỳ thượng quân á, thì có nhiên đăng cổ Phật lập liên kỳ hội, không dự rớt xuống cái đời trung quân. Thì Phật Thích Ca lập cái linh sơn hội mình không dự, cho nên giờ này còn ngồi đây. Thì kỳ này rất may mắn lên làm người được gặp Phật nữa, mà kỳ này kỳ xả tội nữa, dễ tu. Thành ra gì chỗ đó mà bây giờ mình nó lục thúc với nhau và khuyên với nhau để rồi lo lập thân để qua cái đời thượng quân, chúng ta còn để hưởng cái đời thượng quân. Kính thưa chư quý vị, làm người khó mà gặp Phật là khó hơn, mà hôm nay chúng ta rất may mắn gặp vị Phật từ trên cõi cực lạc xuống đây. Mục đích là Ngài xuống đây là đưa tất cả chúng sanh về cảnh giới cực lạc, dầu cho tiên và ma quỷ xuất sanh kỳ này có nguyện thì Đức Phật trước về cảnh giới cực lạc hết. Vì thế mà hôm nay rất may mắn, vì thế mà hôm nay rất cái lập cái đời thượng quân là tại núi Ông Cấm. Thì tôi cũng xin nói nhắc lại lần Đức Thầy tôi chứ không có bàn thiên cơ nha, thì quý vị cũng thông cảm. Cũng như Ngài nói rằng đền vàng núi Cấm lộ Nam An, bây giờ mà lên núi Ông Cấm đó thì thấy cây với đá rừng không à. Nhưng mà Thầy nói rừng lâm cây đá, thấy ngày nay lên trở thấy cây đá rừng không, nhưng mà ruột năm non có các đài. Tại sao trong ruột năm non có các đài mà cái này ai tin? Vì thế mà cái tâm phàm chúng sanh, cái tánh hiếu kỳ đó là không tin. Cho nên kính thưa cho quý vị, trước thì Đức Thầy có sai ông Tổ Ma A là ông Lương Văn Tốt đó đi khám địa nguyệt ở dưới. Rồi khi mà ông đi dưới đó về ông có thực lệ, thì một số đồng đạo cũng được nghe cho nên nhắc lại. Thì kính thưa quý ông bà cô bác, hôm nay chúng ta mà tu đó ha, qua cái cổ này đó thì chúng ta cái đời thượng quân á, lập được cái đời thượng quân là cái đời tiên tại thế, khỏi mần cũng ăn khỏi lo, có mặt không đau không bệnh thì sống tới 10.000 tuổi. Vì thế mà hôm nay nó rất là quý báu, nên chi hôm nay nó có cái dịp để rồi nhắc nhở nhau cô bác anh chị em chúng ta để rồi hướng về giáo lý Đức Thầy lo tu hành, để rồi sau này chúng ta hưởng cái đời thượng quân để bù lại cái ngày khổ hôm nay. Chứ cái thời kỳ này đó, cái thời kỳ hạ quân này nó hết, nó diễn biến nhiều cái hiện tượng. Cũng như bây giờ Đức Thầy đặt cái viết vô tờ giấy người ta hạ quân nay đã hết đời. Cũng như cái hang chuột mà tới cái đời nó cùng rồi, mà hả tới cùng là chết đó. Vì thế mà ông xuống đây ông móc cái ngách cho mình dạy. Thì cái đời cùng nó diễn biến như gì? Giặc giả. Vậy thì bây giờ mình thấy bây giờ mà bây giờ Biển Đông là kia cũng Urana, Nga rồi này kia đó. Chiến tranh ngày nào cũng chết chóc khổ không? Rồi còn nhiều trăng giặc nữa, mình nói đại khái thôi. Thì cái khổ của hạ quan này nó diễn biến vậy để chi mà lọc lừa, để mà chọn cái người hiền chứ không có gì á. Vì Đức Thầy xuống đây chỉ có cách là chúng ta phải tu hiền, tu là sửa lại, sửa cho nó hiền chứ không có gì. Cũng như sửa, tiểu tư là sửa, mà sửa xấu thành tốt, rồi sửa dữ thành hiền, sửa tà dại thành ngay thẳng, rồi sửa chúng sanh trở lại thành Phật, rồi sửa cái sanh tử của mình trở lại thành nét bàn là bất sanh bất diệt. Vậy thì cái hội long qua này chọn cái người hiền, cho nên bây giờ rốt cuộc là bây giờ là tập làm hiền. Chứ vì cái thời kỳ này, cái thời kỳ tranh đấu là nó hung dữ lắm. Mình thấy có nhiều khi anh em không thuận nhau, vợ chồng không thuận nhau, rồi xã hội không thuận nhau, rồi nước này đến nước kia phải không, gây ra chiến tranh. Nó thành ra nhiều chỗ đó mà cái đời nó diễn biến như vậy đó. Để chúng ta bây giờ ráng làm hiền. Mà bây giờ nó muốn làm hiền cái gì, lập tục hồi hôm qua đã có hiền đức được là bao nhiêu. Mà chọn cái người hiền, mà muốn hiền thì bây giờ chúng ta phải nhẫn nhịn. Mà bây giờ muốn nhẫn nhịn thì phải niệm Phật. Bởi vì niệm Phật có trừ vọng niệm. Bởi vì mình nói niệm Phật rồi thôi, giờ mình tranh đương đi làm chi. Thôi giờ mình ráng làm hiền nữa, qua đời thượng quân mình còn sống hưởng cái kia. Nói vậy thì bây giờ mình tập làm hiền. Vậy thì bây giờ nói chung cái hội Long Qua này chọn cái người hiền. Mà từ đây cho tới hội Long Qua đó là cần cả chừng 10 cái lựa.
cũng như đồ mà xuất khẩu đó, ta lựa cho lắm, ít tiền ta bỏ lại chứ đâu có đem đi xuất khẩu phải không? Thì đây tới hồi hôm qua Đức Thầy cũng nói sau này lọc lại ít tiền cũng chê, cho nên bây giờ mình đăng ký đăng sửa chứ không có là sửa sai những cái thứ từ xấu hồi trước mình không có cái đạo đó, pháp môn bế mạc rồi cái đạo thánh nó cũng đăng du đạo làm người đó, vì thế mà con người nó mới loạn luân, nó hung dữ. Vậy thì bây giờ Đức Thầy xuống đây thì mở cái đạo dạy cho mình nó làm hiền chứ không có anh em. Mà nếu ai làm hiền thì qua đời thượng quan để có mặt, mà có mặt thì sống cái đời thượng quan lần đầu tiên đó. Vậy thì bây giờ mình nghĩ coi, bây giờ giàu cho năm ba cái công ty đi nữa mà không tiền mua bạc tỷ nữa cũng không mua được cái sống của mình 100 tuổi đâu. Nhưng mà bây giờ đó mà mình ăn cha la ra cúng lại la ra niệm Phật la ra mà bây giờ qua cái đời thượng quan mình thành tiên đó, mà mình thành tiên rồi mặc sức nữa khỏi mà có ăn khỏi lo không có mặt công đau không bệnh mà sống tới 10.000 tuổi thì quý vị thấy còn nó quý không? Cho nên có cơ hội này chúng ta không nên bỏ, ráng cố gắng cái gì cái bây giờ cũng ráng cố gắng đeo cái đạo, vì cái đạo là mục đích để giải khổ cho cái đời, vì cái đời nó cùng nó khổ nó diễn biến hay là từ lớp đau chết kể thôi vô số nữa, rồi bệnh dương trần sắp dướng bệnh trời nữa, nó rồi giặc giả nè, nước dân lửa cháy hùm tha thấu bắt thú dữ lộng hành năm chèo nổi dậy. Mà muốn qua những cái đó thì bây giờ chỉ có cái làm hiền với niệm Phật. Bởi vì Đức Thầy nói cái khổ chúng sanh nó như vậy đó, nhiều cái khổ vậy đó, cảnh áo não kể sao cho chiếc ông nói vậy đó, mà còn không ăn hết nữa, còn nhiều cái khổ nữa. Nhưng mà ông thầy Ba Đạo mới hỏi Đức Thầy, chúng sanh sắp vướng dương bệnh khổ vậy đó, tiên dược phương nào được thảnh thơi cho thuốc chỉ đường nhờ phương pháp, thì ngàn năm hơn đức nguyện ghi lời. Chỉ có thuốc tiên mới cứu được, cho thuốc phàm này cứu không được qua cái dạng mà giặc giả nước dân lửa trái thú dữ lộng hành năm chèo nổi vậy nè. Nhưng mà Đức Thầy trả lời gọn gàng, Thầy nói thành tâm khẩn Phật với lại trời là cúng lại đó. Muốn khỏi cái hội này trẻ ăn chơi, lục tự trì tâm là phương pháp, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Ông Tam Tạng từ Đông Độ qua Tây Phương tỉnh kinh 81 cái nạn, mà nhờ 6 chữ niệm không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Thì mình đây cũng vậy đây, mà tới vô bốn rẻ đó nghe, đúng cấm đó nghe, mà không niệm Phật là đi không tới à. Không tới dầm nào gặp ông Năm ông chặn đường rồi. Đó, cho nên giờ mình ráng niệm Phật, vì Đức Thầy nó khuyên chúng sanh niệm Phật trong coi đời. Đó, vậy thì giờ chỉ có 6 chữ mà được coi đời. Cho nên cô bác anh chị em mình ráng cố gắng mình niệm Phật đi. Thì cái thời kỳ không ơn mà pháp mà chỉ có 6 chữ Nam Mô Đà Phật là độ chúng sanh, mà chúng ta mới niệm Phật rồi là cái nhân mà rửa ta chết ta diệt cực lạc là cái quả nhập vô tay sen, rồi chờ đổ đủ phước đức nở ra mới học lên trên nhân duyên giác Bồ Tát mới thành Phật. Vậy kỳ này là đối nghiệp giảng sanh, nếu có nguyện thì Đức Phật trước về trở hết. Vì thế mà rất là may mắn kỳ này đó là xả tội tu dễ tu, mà mình bỏ qua là rất uổng. Cho nên có cái dịp này nó nhắc nhở cô bác anh chị em xa gần đều thức tỉnh để rồi chúng ta lập thân để hưởng cái đời thượng quan. Mặc dù không có gì thành thật cái gì cực lạc nữa, cũng là cái đời thượng quan là đời tiên tại thế, nó sung sướng như tiên, khỏe như tiên, đẹp như tiên, phải không? Bây giờ giàu có bằng thì mua bạc tỷ như nhiêu nữa cũng không mua được cái sự sống của mình hay là cái trở là thành tiên được. Mà bây giờ chỉ có ăn chay. Thì bây giờ nói về tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nó có ba cái điều kiện được coi đời. Cái thứ nhất là ăn chay nhiều ít, cũng như cái đạp khác mà đi vô nếu mà 30 đồng cái vé, 30 đồng ngồi thượng hàng trước kinh dự phải không? Còn vé ngồi sau là 10 đồng. Còn cái vé mà vô mà đứng không có dẫn ai đó là 4 đồng, là chai 4 bữa là quy tắc. Vậy thì Thầy nói đồ la muốn đánh sớm nghe ta, bố thí trì chai hoặc là tương dưa giữ phận cho tròn, tương với muối cháo rau đạm bạc nghèo lương hiền, biết niệm Di Đà thì mai sau thoát khỏi trên ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Nói vậy thì phương pháp ăn chay được sống coi đời. Cái thứ hai là cúng lại. Cúng lại là pháp môn tu cầu. Thầy nói sớm chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tà chương dự kế. Sớm mời cúng chiều cúng như tưởng như ăn cơm bữa vậy đó. Sớm mời ăn chiều ăn. Thì nuôi cái thân này bây giờ mình cúng lại để nuôi cái linh hồn. Bởi vì mình có hai phần thể xác và linh hồn. Nói vậy thì bây giờ mình vừa sống mượn cái thể xác này để lập thân nặng, rồi sau này cái linh hồn mình nó nhập vô cái thân khác, hưởng bất sanh bất diệt. Từ giả thân này đổi lại kim thân. Cùng Thầy nói kim thân thể hiện dứt trừ tử sanh.
cái thân nó từ trong bông sen nở ra, cái thân bằng vàng nó muốn hiện đâu hiện, thì cái thân đó nó mới không còn luân hồi. Vậy thì bây giờ mình ráng cố gắng mượn cái thân này để lo cái thân kia, cũng như cái nhà này bằng cây mối mọt đang sắp sập rồi, bây giờ mình làm dự trù số tiền để mình vô trong kia mình cất, trong khu dân cư mình cất nhà đúc lên 2-3 tầng rồi bỏ cái nhà này vô ở nhà kia. Vậy thì cái thân này có ngày nó hư hoại. Vì cái thân này là cái thân tạm mượn, cũng như Phật Thích Ca bỏ xác, Phật A Di Đà cũng bỏ xác, còn gần đây Phật Thầy Tây An cũng bỏ xác, mà mình thấy đâu có ai sống quá 100 tuổi đâu. Vậy thì cái cõi này tạm mượn. Vậy thì hôm nay mình mai nhờ Đức Thầy chỉ cho mình mượn cái thân này tập thân để rồi mượn cái thân kia, kim thân thị hiện là dứt trừ tử sanh. Thì thế mà hôm nay nó nhắc lại qua lời Đức Thầy, nó đòi cùng tu gấp. Tu gấp là mình sửa, chữ tu là sửa giống như đây á. Nói vậy thì bây giờ mình ráng sửa đặng rồi nó dự thù hôm qua, rồi cái đời hôm qua. Mà nếu có chết thì theo cái nguyện mình cực lạc. Cái cõi cực lạc ngày xưa nó thành Phật mới được về. Còn hôm nay thời kỳ hạm quan mặt pháp này đối nghiệp dẫn sanh, hãy có nguyện. Thì chết rồi Đức Phật phóng hào quang rước cái linh hồn về nhập vô thai sen. Ở dưới địa ngục mình mà 10 cửa ngục khảo tra rồi đó, mình cho đầu thai lên đây phải chung vô bụng người đường bà nằm trong 9 tháng 10 ngày. Cho nó quên hết rồi mới sanh ra, mới tập kêu ba, kêu má, rồi làm thầy, làm thợ, phải không? Thì đây, cái người này cũng bây giờ phát nguyện rồi thì nữa đó. Mình phát nguyện là cái nhân mà nửa chết rồi về nhập vô thai sen là cái quả. Đó, rồi chờ đợi đủ phước đức nở ra mới học là thành Phật. Kỳ này nó mai vậy đó. À, nơi gì chỗ đó cơ hội này nó quý, cho nên mong rằng tất cả cô bác, anh chị em, vậy dù nhỏ lớn, ráng lập thân kỳ này đi. Trưa nay chẳng có mấy kỳ dương trần có Phật gì thì xuống đây. Tôi nói riêng tỉnh An Giang là nó quý được có ông Phật xuống. Ta về An Giang tỉnh. Hoặc là Phật sức An Giang rõ phép màu là Đức Quỳnh Giáo Chủ sức tại tỉnh An Giang. Nói vậy thì hôm nay mình may mắn. Bây giờ mình đăng ký vô Phật giáo Hòa Hảo là tàn là gốc bự thôi. Một là Đức Phật Cây Đà. Gốc là phải bự không? Phật Ca Di Đà đó là ổng làm giám đốc cái khóa này. Ông mở ra cái khóa học kỳ này nè. Khóa học này chưa từng có, mà Đức Phật Cây Đà kỳ này ông làm giám đốc mở ra khóa này. Đức Thầy lãnh trách nhiệm dạy, cái họ Quỳnh này là giáo chủ dạy, mà dạy từ tiên phàm ma quỷ xuất sanh, chứ không phải dạy riêng con người mình không nghe. Vì thế mà ông làm giáo chủ ông dạy, mà ông dạy đó là dạy giáo lý của Phật Thích Ca. Lời của Phật ta xin nhắc lại, cũng như Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thập Thiện Nhân Duyên, Lục Căn, Lục Trần, Ngũ Quẩn, Ngũ Hương này kia, môn hoàng diệt là của Phật Thích Ca, Thầy rút ở trong nó lấy cái nước cốt cho mình xài. Bây giờ hồi trước Phật Thích Ca thì ở Ấn Độ, nói tiếng Ấn Độ, mà làm sao mình nghe được. Mà Đức Thầy tỉnh An Giang về Việt Nam, mà nói tiếng Việt Nam, mà nói rõ ràng, dễ nghe, dễ làm. Đó, mà nói tắt kỳ này, nó không có nói sai giờ, vì chẳng nói cao, sắp rút đời. Quyết dạy trần nên nói lời thường. Vì thì hôm nay mình rất là may mắn, mong rằng tất cả quý bà cô bác cái giác ngộ để và thực hiện đi. Cái dạng cha lai ra cũng lại ra ra niệm Phật lai ra là nữa được qua đời chứ không có nữa. Dạ, con rất là cảm ơn ông hai. Thì sẵn đây có một số câu hỏi của những cái khán giả chương trình đó, thì mong ông hai giải đáp cho con. Thì trên đưa xuống thì tổng cộng là 12 con giáp. Nhưng mà hành theo là chữ nhẫn, thì theo ông hai cái câu nói nó là như thế nào và giải cho mọi người nghe để mọi người hiểu niệm Phật không ha? Dạ. Cái chữ nhẫn là nói chung, bây giờ muốn làm hiền là phải nhẫn nhịn. Dạ. Thì như vị giáo lý của Đức Thầy đó, nghe tôi nói nó nói nhiều, nhưng mà bây giờ tôi nói lòng ngộ rồi, chẳng đợi nhiều kinh tu một pháp một cũng đắc nữa. Bây giờ nếu tu Tứ Diệu Đế không thì cũng đắc nữa. Tứ Diệu Đế còn khi mà Đức Phật đắc rồi độ năm năm cầu Trường Như đó, hồi trước là khổ đề trước, bây giờ tập đề, bây giờ nói Hòa Hảo này nó hay như vậy. Bây giờ đăng ký vô Hòa Hảo, mà đăng ký vô Hòa Hảo rồi ăn chay cúng lại niệm Phật đó. Thì như vậy chữ chữ tập đề nay đà mở cửa để đem vào khuôn khổ người hiền. Bây giờ thấy Hòa Hảo này vậy thì bây giờ đăng ký vô này đó, mà đăng ký vô rồi cái thì bây giờ tập đề rồi diệt diệt là bây giờ một lần mình ăn mặn, bây giờ mình ăn tương. Rồi bây giờ một lần mình uống rượu, giờ không uống, uống cà phê, uống nước ngọt đó. Rồi một lần mình nói ăn bạ nói càng này kia, bây giờ mình sửa lại. Thì như vậy thì Tứ Diệu Đế đó, năm nay thì như tập đề diệt đề khổ đề, thì trong khi mà diệt là khổ,
bây giờ mình đang ghiền rượu và ghiền thuốc mà bỏ cái nó hành chảy nước miếng này kia phải không, ăn mặn bây giờ trở lại ăn tương là nó sốt ruột rồi ăn không được, nhưng mà phải ráng cố gắng nó khó, nhưng mà khó ở chỗ đó thì nó đắc đạo, tập đề diệt đề khổ đề rồi đạo đề là cũng đắc đạo. Còn nếu mà tu là tam nghiệp á thì bây giờ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, con người mình có ba nghiệp, thân nghiệp là sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Đó, thì bây giờ mình ra là bây giờ mình thắt tam ăn chay rồi đạo tặc gì nữa, tà dâm như đâu cái sát sanh rồi nữa, ví dụ vậy ăn tương rồi. Còn cái miệng á thì bây giờ lưỡng thiệt kỹ ngôn ác khẩu vọng ngữ, thì bây giờ mình ăn tương tu rồi thì bây giờ mình nói ngay thẳng, nói là chân chánh này kia vậy thì nó được chứ đâu có gì. Vậy thì bây giờ cái gì mà thấy cái không cần thiết thì mình diệt lần lần, cũng như bây giờ thuốc rồi bỏ, rượu bỏ này kia, mình ghiền có vợ bé rồi bỏ lần lần vậy đó thì nó trở lại. Mà dứt được cái nào là giải thoát, vì biếu đạo Phật là giải thoát, mà dứt được cái nào là giải thoát cái đấy, dứt được nói là giải thoát thì sát trần mới khỏi đại nài. Còn bây giờ mình còn ghiền, cũng như giờ tôi nói giờ ghiền ớt thôi, thì giờ tới bữa ăn không có trái ớt cái mắt chạy ra ngoài này bẻ đi, mà nãy có trồng trái ớt mà chạy ra cái rồi dắp vỏ té rồi ôm đầu rồi kia, rồi thành ra cũng vì cái ăn nó mà khổ. Cho nên giờ thôi bây giờ không cần thiết bỏ. Như vậy thì bây giờ mình tu là sửa lại đổ lại chứ không có anh em, thành ra nói cho nhiều chứ thật ra hành cái pháp nào còn nói về niệm Phật á cũng đắc đạo luôn. Vì vì niệm Phật nó là pháp môn tịnh độ, mà hãy mình tịnh được là độ mình. Mà từ trước giờ nó nói là nó đụng chạm chứ tu thì nhiều thiệt nhưng mà đâu có ai thành. Là tại sao là hàng phục không được cái vọng tâm. Cái tâm mình nó chìm hoài như con vượng vậy đó. Bị thầy nói cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến tu hoài không thấy ai thành. Tu thì nhiều mà thành không ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Hồi trước Lục Tổ Huệ Năng ông nghe một câu một của Lục Tổ Hoàng Nhẫn không, cũng trụ đắc liền, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Trụ cái tâm vào chỗ không sanh, mà không sanh không diệt thì cái tâm bình tĩnh. Mà hãy bình tĩnh là phát huệ, phát huệ là kiến tánh nó thành thật. Mà ngặt có cái tịnh không được. Đó. Tâm mình nó tối ngày như con vượng nó chìm hoài, đâu có hả. À, nhưng mà giấc pháp môn trình độ là đỡ cái niệm Phật để trừ cái vọng niệm. Cho nên bây giờ ai niệm nhiều thì người đó tỉnh nhiều. Cái niệm Phật là cái nhân, mà nửa chết được về cực lạc là cái quả. Đó là cái nhân quả. Thành ra gì chỗ đó bây giờ thì tôi nói giờ cái đời nó cùng rồi, chỉ có cái tu sửa thôi. Thì bây giờ nói riêng tín đồ giáo họ nó có ba điều kiện: ăn chay cúng lại và niệm Phật. Còn trả lại làm hiền là được dự hội Long Hoa, mà dự hội Long Hoa thì sống cảnh tiên. Còn có chết nữa thì cũng linh hồn về cực lạc. Còn bây giờ nói như hồi nãy mà cái chuyện này chuyện kia hay linh nghiệm nữa thì nói riêng hòa hảo là không có tin. Bây giờ Đức Thầy nói cái thời kỳ này hồi Đức Phật Thích Ca đi đó, 96 cái đạo tà, không có đạo nào giải thoát được. Nhưng mà thời kỳ này như biết không, tam thiên lục bá là 3600 mối đạo tà. Thì bây giờ mình coi cái ông nào mà hành theo của Phật Thích Ca là cái ông nào đúng nè. Bởi vì Phật Thích Ca đã tìm cái chân lý giải thoát về trở lại độ vợ con cha mẹ anh em dòng họ. Thì bây giờ có ai mà nói về Phật Thích Ca là đúng. Còn ra ngoài đó tôi không tin. Bây giờ Phật Thích Ca không được tìm được cái chân lý giải thoát. Rồi Đức Thầy bây giờ lãnh cái trách nhiệm giáo chủ là dạy. Mà ông rút trong các lực các kinh lấy của Phật Thích Ca lời của Phật ta xin nhắc lại. Nam Mô Ta Bà giáo chủ chứng minh dưới đây lược tả cái kinh là nhắc lại lời của Đức Phật Thích Ca. Chứ ông Quỳnh giáo chủ ông không có cái gì đơn á. Nó thẳng vậy đó. À, vậy thì hôm nay mình may mắn nhờ cái ông này Việt Nam, rồi ông rút, ông nói tiếng Việt Nam, ông lấy cái nước cốt cho mình xài, lấy rút trong các lực các kinh của Phật Thích Ca. Thành ra nó dễ sẵn sàng nữa mà giờ xài theo đó được. Còn ngoài ra thì thôi người ta tin rồi nói, tôi nói đụng chạm nhưng ta tôi muốn dám nói nữa. Bây giờ đó nhiều lắm. Rồi kỳ này tam thiên lục bá, hồi Đức Thầy mà vắng mặt tới giờ 5-6 cái đạo tà ra, cũng hòa hảo. Mang danh từ hòa hảo nhưng mà nó không tránh hòa hảo. Nếp nó lộn. Nha. Thành ra thấy thường khi mà nếp mà muốn để giống các bạn nếp rặt, chứ không khi nào người ta để nếp lộn thì hòa hảo phải cho rặt, nghe đạo nào phải cho rặt chứ còn nó lộn không nên thật.
nếp mà lộn là đâu có bánh ngon, mà đâu có ai để giống cái nếp lộn á. Vậy thì bây giờ thầy có nói rằng một đời một đạo đến ngày chung thân, thì đây nói riêng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mà nếu nói nhiều nó đụng chạm thôi đi. Thầy xin vậy ra bây giờ nếu ai mà tin Hòa Hảo thì cứ việc nghe lời Đức Thầy dặn, các đạo tà nó mưu khéo âm thầm, dần ráng tránh kẻo lầm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh, mãi ham lên theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Nhớ nghe, bây giờ công an cũng công an giả, mà tiền đô tiền cũng có tiền giả nữa, cái gì nó cũng giả hết á. Thì Hòa Hảo này cũng giả nữa, chứ đừng nói Hòa Hảo thiệt, đừng có thấy nó đi mà thiết tình này kia đó, bận áo này kia ăn chay coi chừng. Dạ. Nó vậy đó nghe. Dạ. Thành ra mình dè dặt nhau vậy thì tin đi, thì cứ gì bây giờ ăn chay cũng lại niệm Phật nhiêu đó làm hòa được, cứ nhẫn nhịn đi, thì nữa thầy về thì ban thưởng thầy lựa chắc loại đó. Để thầy lựa mình chứ đừng có đi kiếm đâu, đúng không mệt. Dạ, con rất là cảm ơn ông hai. Thì mong ông hai cũng gieo duyên với con một cái câu hỏi này của một cái vị khán giả cũng rất là hay ông hai. Thì có người ta nói là mình phải giữ một cái thân này cho tốt để mình mới lo mình tu tập, thì sau đó là mình mới được cái đạo mình mới đắc. Thì theo ông hai nghĩ là có cái cần phải giữ cái thân xác này cho nó tốt để mình mới học đạo được không ông hai? Theo ông thì nói về cái đạo Phật giáo Hòa Hảo thì Đức Thầy cũng không có nên dung dưỡng quá. Dạ. Mà cũng không có nên làm quá. Cái chỗ đó mần nhiều thầy cũng đầy nha. Mần quá là đâu có công phu. Mà bây giờ mà nuôi dưỡng nó quá mà công phu không á, rồi bây giờ làm sao mà có mà giúp đời. Vì cái đạo Phật, cái bí yếu của nó là làm sao đem phúc lợi cho toàn thể nhân loại chúng sanh, đó là thỏa mãn trong đời hành đạo. Mà làm sao đem phúc lợi. Ở cũng như bây giờ Đức Thầy nói bây giờ muốn đi diệt cõi Phật làm hai chữ thôi. Dạ. Cũng như Đức Thầy nói bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn diệt cõi Phật lập thân cõi trần, lập đi chữ nghĩa và chữ nhân. Hai chữ đó được diệt cõi Phật. Mà Đức Thầy nói chờ con đầy đủ nghĩa nhân thì ra tay tới độ rất lần về ngôi. Đó cho nên bây giờ mình đáng công phu hành đạo thì không biết, cũng như tôi bây giờ tôi nói ngày mai chết. Dạ. Hay là mốt chết, bị già tuổi này thì đâu đời không có ai chết tuổi xanh, tuổi trẻ chết thiếu gì phải không? Dạ. Vậy thì bây giờ mình ráng công phu hành đạo đi. Bây giờ cái phương pháp tịnh độ là đối nghiệp giảng sanh, mình đã có nguyện có mua vé rồi thì dứt hơi thở này thì cái linh hồn nó bay về trở nhập vô tai sen à. Dạ. Đó, cho nên đừng có sợ sớm hay là muộn hay là không gì nữa. Vì cái nguyện của con người nó rất mạnh. Vì Đức Phật, anh em hỏi Đức Phật thì chứ cái người chết gì đâu Phật. Thì Phật nói này anh đang hỏi tôi nói nghe, cái người đạo chết theo cái nguyện. Thì dạ. Cái đạo nào cũng có cái nguyện, còn cái người đời chết theo cái nghiệp. Dạ. Cái nghiệp nó như đá làm trăm mà nó hút đó, cũng như ông sư đó mà ông tu cái rồi ông trồng cái bộ mía tốt quá đi, rồi tới cái ngày mà ông giải thoát đó, bỏ thằng xác này ông ra ông gặp bộ mía cái ông tấp vô tiết cái bộ mía thành sâu hoa động đó. Vậy thì cái đó nó hút mình. Nó mình thương vợ, thương con, thương nhà, thương của này kia gì đó, thì nó đầu thai ra là cái đó cái nghiệp. Dạ. Còn cái người mà có phát nguyện thì cái người đi theo cái nguyện, cũng như mình mua vé đâu là đi đó. Dạ. Cái nguyện nó mạnh vậy đó. Dạ. Cũng như Xá Đầu Lâm Phất, ông đi thần thông. Nhưng mà tại vì bà Hoàng Hậu bà dọn đẹp quá rồi. Dạ. Son phấn này kia đó, thành ra ông khởi cái tâm nên ông đứt thần thông, ông đi bộ. Ông đi bộ thì bà Hoàng Hậu mới hỏi sao được cái sư đi thần thông bây giờ đi bộ. Cái là xem nó dốc. Nói đi thần thông ngoài chán quá rồi lên đi bộ. Rồi ba con chim nó ỉa trên đầu rồi ba con cá nó chửi không. Dạ. Nó thành ra ổng mới nguyện cái ổng đó. Tao sao tao chết nữa ha, sao kiếp sao tao làm con phi ly tao bay trên ăn các ngươi. Bị nó ỉa trên đầu ổng đó. Rồi ba con cá chứ nó chửi không. Thành ra những nó ta nữa tao lặn dưới tao ăn các ngươi. Nguyện sơ đó nhưng mà kiếp sau không chết thành con phi ly là con tròn có cánh. Dạ. Vậy thì cái nguyện con người của mình nó mạnh như đó. À, cho nên Đức Thầy nó tính nguyện hạnh. Thì giờ mình nó tin được phát nguyện cái là cũng như mình mua vé rồi đó. Dạ. Thì cái ngày mình mãn dứt hơi thở này là kinh hồn Phật thống màu quang rồi Phật rút về. Nó là về nhập vô thai sen. Dạ. Chờ đợi đủ phước đức nở ra mà học lên thành Phật. Dạ. Vậy thì cái phương pháp tịnh độ là đối nghiệp giảng sanh. Vì thế mà hôm nay mình rất may, chứ hồi trước khỏi cực lạc thành Phật mới được về nha. Một kiện liên hồi trước đắc đạo mà không được đi. Dạ. Nha.
Vậy thì hôm nay mình rất may kỳ xã đội này nó nói tu theo tín đồ Phật giáo hoàn hảo rồi, nó dễ, tôi nói thật ra dễ cũng như cháu khỏi nha. Một câu một thôi là đắc đạo, mà muốn thành tiên hay thành thánh thành thần cũng vậy, một câu một đắc. Người ta chê ta nói hoàn hảo tu không thành chứ. Ông Phật ông đã dạy mình mà ông đã thành Phật rồi mà bây giờ ông dạy mình không thành là thành gì giờ đây? Dạ đúng rồi. Phải không? Vậy thì đa số người ta tín ngưỡng đức thầy là một vị Phật và Phật giáo hoàn hảo. Hồi trước cách mạng nó đâu có cho, nhưng mà bây giờ người ta cũng xác nhận cho Phật giáo hoàn hảo nè. Bốn chữ rõ ràng, Phật giáo hoàn hảo rõ ràng. Dạ. Thành ra vì chỗ đó mà ông Phật dạy mình trở thành Phật chứ không có thành gì đâu. Đúng rồi. Dạ. Cho nên kỳ này ráng lập thân, mong rằng tất cả quý ông bà cô bác anh chị em nhỏ lớn bây giờ ngồi đây chứ không biết ngày mai ra sao. Đố ai biết được ngày mai, ngày nay yên tĩnh như ngày mai thảm sầu. Dạ. Chiến tranh mà nó chịu nhận nút một cái đó, thì mình ở đây cũng như ba con xa con gầy mà bị thuốc ba xa chết. Dạ. Chứ đừng có nói ăn là làm vua mà thua làm giặc. Bây giờ nếu thua ai cũng có nguyên tử hạt nhân bơm kinh khí rồi đó, mà nó nhận nút một cái là mình thử cái thôi đó chết. Nhưng mà đều con cái mừng nói riêng tính được Phật giáo hoàn hảo rồi, có Phật độ không có sao đâu. Dạ. Tu đi Phật độ. Dạ. Thì làm phải có thần độ cho đó, cho nên gì cho đó mà tin nóng thì cái tín đồ giáo hảo có bao thần cảnh đại thần cái vị sinh thần cái vị nông non mãi núi long thần ngộ pháp rồi đại thế chí quan thế âm không thấy tâm tạng không, khi mắc nạn rồi thì ông trời đang cầu Quan Âm này kia Phật tổ xuống cứu, thì mình đây cũng vì tới chuyện đó, đó niệm Phật thì có Phật độ. Thì câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc, bây giờ mình niệm Phật bỏ ống đi rồi nữa có nước dưng lửa cháy thú giữ lòng thành năm chèo đổi vậy gì đó, là chừng đó mấy ông đó độ mà dẫn mình đi chỗ khác hay là mấy ông đuổi chỗ khác thì mình sống. Tôi nói ngoài cái quả địa cầu, ngoài bốn thả đó ha, là không còn vật gì hết. Vì đức thầy có nói rằng khắp thế giới biến di trường hải là đây rồi, ngũ long công chúa đánh với nhau với tiền quá phép rồi, quả địa cầu này cháy hết rượu không, núi sơn băng kiệt thủy luôn đó, rồi mới dùng phép màu lập đại trường quân, không còn vật gì hết á. Nó nhưng mà bây giờ có một cái thì cái gì cũng có Phật độ đó. Nước dân thì có thiền bát nhã Phật rước, thú dữ lộng hành đi đó gặp mình nữa, trên trán này có làn điện quang, chừng đó nó thấy nó cúi đầu đi chỗ khác à. Thành ra gì chỗ đó mà không có chỗ nào chết đâu, có Phật cứu độ trên, cho nên giờ tin theo đi làm ra đức thầy lần nữa có Phật độ sống qua đời đúng không? Dạ. Con rất là cảm ơn ông hai chia sẻ những cái giáo lý của đức thầy rất là hay. Thì hôm nay tụi con đến đây thì cũng có một cái câu hỏi của khán giả này, thì mong ông hai là con nghĩ là ông hai trả lời sẽ được và những cái thắc mắc. Dạ. Thì có một cái vị sư là sư Minh Tuệ ông hai, thì hàng đêm là ông thường là hay ngồi kêu là ngồi thuyền. Thì theo như ông hai là ông sư Minh Tuệ ông có đạt tới cái bình củ ấm chưa, và có thể là cái bình củ ấm đó nếu mà luyện thành đó, thì có thể là chữa được mắc bệnh không ông hai? Dạ. Bây giờ nói riêng tôi là tín đồ Phật giáo hảo thì tôi căn cứ theo giáo lý của Đức Phật Thích Ca. Dạ. Mà nếu mà tôi đâu có biết ông Minh Tuệ này ông tu cách nào đâu, nên độn nhau không, mà tôi đâu có thấy ông, mà tôi đâu có thấy ông hành đạo đâu. Như vậy thì bây giờ mới xét là hỏi có ông nào ông tu theo tứ diệu đế hay bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên hay lục căn hay là bát chánh đạo, vì bát chánh đạo là một đường giải thoát. Thành ra thì chỗ đó mà giờ đâu có chứng minh được, mà tôi đâu có gần gũi, mà tôi đâu có biết ông tu như thế nào. Dạ. Thành ra tôi nói đây là cái điều mà cần nhất. Dạ. Con người chúng ta không gì hơn là cái hiếu đặt lên trên. Dạ. Thiên kinh giảng điển, hiếu nghĩa là di tiên. Như vậy thì bây giờ mà nó dọc con người gì đi nữa cũng phải là tờ ông bà. Cái gốc của ông bà mình mới có mình, có cha mẹ mình, mới có mình. Mà bây giờ bỏ cha mẹ là tôi thấy cái này ngoài cái đạo của Đức Phật, Thầy Tây An hoặc là Đức Quỳnh Giáo Chủ hay là Phật Thích Ca thì không được. Chứ đừng có nói bắt chước theo Phật Thích Ca, bỏ ngay cha mẹ đi tu là cái điều này hậu đó, chứ còn bây giờ không được. Theo tôi cái ý tôi nghe. Thiên kinh giảng điển, hiếu nghĩa di tiên, con người là cái hiếu lực lên trên. Mà bây giờ Đức Thầy đã nói, con căn cứ là giáo lý Đức Thầy thôi, chứ mình không có chê, bị đủ đâu có biết ông tu làm sao. Dạ. Vậy thì Đức Thầy nói, cửu quyền thất tổ chẳng thờ.
tại sao mình có cô quyền nó tổ ông bà mà không thờ? Thì cái này bỏ mà đi đó thì coi chừng thấy là nhiều nhưng nó không hợp nghe. Cái dạ. này cái lý theo cho nó lý. Giáo lý của Đức Thầy. Dạ, dạ. Đúng rồi ông ha. Thầy nói ông tu cách nào ông tu kệ ông, chứ còn tu đâu có biết, đâu có gặp ông mà biết ông tu sao. Dạ. Thì bây giờ căn cứ theo giáo lý, bây giờ nó giờ cái đạo nhân hay là đạo Phật cũng phải cái hiếu làm đầu. Dạ. À, vậy thì cái ông này phải thờ cụ quyền. Nhưng mà nhất cái kỳ này đó, từ khi mà pháp môn bế mạc rồi, đạo thánh thăng du rồi, ông bà của mình cúng mặn xuống dưới địa ngục. Dạ. Chờ mình chứ. Vì Đức Thầy nó thất tổ cụ quyền ở nơi chính suối đó. Ngưỡng mong hậu tấn biết tâm cha là sau này con cháu nó gặp được Phật chỉ dẫn, rồi nó ăn chay nó cầu nguyện tu cầu cứu giấc tổ tông, nhiều nguyện cầu của nguyện đất tổ tịnh độ duy sinh, hay là tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tân Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực diễn tại phương. Vậy thì con người nó có hai cái hiếu, thế gian và sức thế gian. Mà thế gian á không lo thì cái hiếu sức thế gian, cũng như hiếu thế gian á thì Đức Thầy chỉ nè, cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái nhân đạo, ta phải tìm cách khuyên lên ngăn cản. Chẳng thế, còn phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đó rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, rồi gây sự hòa hảo trong đệ huynh cho cha mẹ vui lòng. Đó là hiếu thế gian. Còn hiếu sức thế gian là cha mẹ chết rồi, chúng ta phải tu cầu sớm chiều gắn chí nguyện cầu đó, tu cầu cứu giấc tổ tông. Bây giờ của quyền tổ ông bà ở nơi chính xuống đang trông ngóng cho mình cầu. Bây giờ mình được cái đạo của Đức Thầy chỉ, ông Phật chỉ cho mình nó tu cầu để vớt lên. Mà bây giờ mình cứ ngồi không này để của quyền nó tổ dưới trong ngóng thì cái người này bất hiếu. Mà nó bất hiếu á thì con người không có phước nha. Bị gì hiếu chí ưu thiên. Ở đời con người mà có hiếu là có phước. Dạ. Mà có phước là phước đến. Cũng như nó hiếu từ giả bá hạnh chi thiên, hiếu chí ưu thiên tất phong vũ thịnh thì, hiếu chí ưu địa tất vạn vật phá thành, hiếu chí ưu nhân tất chúc phước lên sang. Nghĩa là trăm hạnh lành chỉ có hạnh hiếu đứng đầu. Hiếu mà thấu đến lòng trời thì mưa hòa gió thuận. Còn hiếu động lên lòng đất thì muôn vật đều được xanh màu và xanh màu. Còn hiếu cảm lên lòng người thì các phước đều đem đến. Vì thế bổn phận làm người mà không có hiếu là không có phước, mà không có phước là bạn ăn thất tài, nghèo khổ bệnh hoạn hoài. Nhớ vậy nghe. Yeah. Thì con người có hiếu là có phước, mà có phước hữu phước thì giàu sang. Mà người ta nói hữu phước phước là thì thọ. À, quả âm thần nguyên sát thì trôn chờ mãn phước, người ta ta bẻ họng. Vậy thì muốn sống dài đó thì phải cần có cái phước. Yeah. Vì Đức Thầy nó kể tu hành đa phước thì nên phước là sống thọ, mà phước sống là làm giàu. À, nên vì chỗ đó mà nói giáo lý căn bản của Đức Thầy thì phải là cái hiếu làm trên hết. Dạ, cái hiếu làm đầu. À, làm đầu. Đúng rồi. Bây giờ thiên kinh rồi giảng điển. Dạ. Cũng hiếu nghĩa là di tiên là đúng trước rồi. Nhất ông Hai nói rất là đúng. Ừ. Thì như nếu mà mình muốn đi tu mà kêu là tu mà để được giải thoát thì trước hết là mình phải phải trả hiếu cho cha mẹ, sau đó là tới gia đình, rồi sau đó nữa là mới tới hàng xóm, và cuối cùng là trả cho đất nước. Thì mình không có còn vướng bận gì á thì mình mới được kêu là giảng sanh, mà mới tu đắc đạo được, đúng không hay? Thì thánh nhân có nói rằng dục tu tiên đạo, muốn tu đầu tiên. Dạ. Thì trước nhất phải tu đạo nhân. Dạ. Mà cái đạo nhân không tu thì tiên đạo diễn hỷ, tu không thành, thành tiên không thành nữa. Vì thế mà muốn tu của đạo Phật, đạo thánh hay đạo tiên gì đó thì cũng phải cái hiếu làm đầu. Dạ. Cũng như Nguyễn Trung Trực. Dạ. Hiếu trung. À, cho nên bây giờ thời kỳ này là cái hiếu đặt lên trên hết. Dạ. À, cho nên bổn phận con người, cho nên bây giờ mình đi làm cái gì làm mà nó phải có cái hiếu là trước. Đúng rồi. Vì bây giờ hiếu nó có cái phần là sống mà lo cho cha mẹ. Nhưng mà con gái không phải nuôi cha mẹ mà nó hiếu nghe. Mà anh em thận với nhau, cha mẹ vui lòng. Dạ. Cái tranh đương với nhau cũng không được nữa. Dạ. Thì bây giờ con hỏi ông Hai cái câu này nè. Thì cũng có một cái diễn giả sẵn đây. Người ta hỏi con gì nè. Ví dụ như mình là một người giống như là ông Hai đi. Bây giờ mình ví dụ đi như ông Hai là một cái người là ở trên bờ. Thì có một cái người, một bà xã. Và một cái người giống như là một cái người đó kia là như ba của ông Hai. Và một cái người kia đó là cũng là bà con cũng rất là thân, giống như là con ông Hai đi chẳng hạn. Thì nếu mà ông Hai vớt ba người đó, ông Hai sẽ lựa người nào vớt? Vớt trước. Dạ.
cái đó không biết cái nào trước cái nào sau, nhưng mà bây giờ thấy trong đạo á, thì cái gì trước là chúng ta làm trước. Cũng như giờ nói cái hiếu mà đi mua thuốc cho mẹ, mà giờ gặp người ta té xong không lẽ đi mua rồi về tôi mới đi trả lại thì chết rồi phải không? Cho nên nói về cái đạo, cái gì trước mắt tôi làm trước. Nghe như vậy đi, có nghĩa là cơm bế ra thì ăn đi chứ đừng có để mà chờ nấu. Đúng, chính xác. Vậy đi, nói chung là ông hai là nói chuyện rất là hay và con cũng hoan hỷ. Thì trong một cái cuộc biến chuyển thì năm nay là năm Giáp Thìn, thì trong một cái dòng xây là đã là 60 năm. Trong những cái năm nay thì nó có những cái cuộc biến chuyển gì không ông ha, để nói cho mọi người tu mà lo niệm Phật không ha? Dạ. Thì bây giờ qua lời Đức Thầy tôi cũng xin nói đại khái nghe. Bây giờ nó có ba cái điều mà dự báo cho mình biết: một là trời, hai là đất, ba là người. Ba cái này mách báo như trời mà muốn mưa không chuyển phải không? Dạ. Vậy thì thầy nói trời giông gió trái mùa trái tiết, thì bây giờ mình thấy rồi. Nói trời thì giông gió bão lụt này kia tùm lum ha, giông gió đó. Rồi đất thì sụp đất rồi động đất này kia gì đó. Nó thành ra chỗ đó mà ba cái này nó báo hiệu cho mình biết rằng cái đời nó sắp hết. Cũng như cái tuần hát sắp giảng là nó dài gây go để là nó giảng. Nhưng mà nhớ giảng rồi không còn mấy người nha. Kỳ này kỳ lọc lừa nè. Lập rồi cái hội luôn qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Sao nên bây giờ mình thấy bây giờ đa số chạy theo đời nhiều lắm, chứ cái đạo nó yếu chiều. Bây giờ đạo có này như thế chợ trưa đồ ế bán ra rè không coi mua. Đúng rồi. Bây giờ đi đủ tôi đố đi đủ một ngày này hay là 10 ngày thì không có một người tu, mà rồi đủ đi làm ăn này kia có bạc triệu phải chạy theo hào hào á. Thành ra cái đời giờ nó mạnh đó. Cho nên bây giờ Đức Thầy thúc mình đời cùng tu gấp, cũng như cái hàng chuẩn nó cùng rồi, hoặc là thầy nó tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ, nếu không chờ sấm nổ giang sinh nổ, sấm nổ là tới rồi, không chừng đó không tu nữa nghe. Dạ. Cho nên lúc này còn mua vé còn đi tới luôn còn tu được, mà chờ sấm nổ là rồi bế mạng, cũng như cái tuần thi cử mà quánh trống rồi là bế rồi góp bài là không còn thi nữa. Dạ. Cho nên còn lúc này nếu mà còn chưa mua vé là ráng đăng ký mua. Còn ai chưa mua nó hen thì ráng, còn phải mua rồi thôi. Chứ còn để mà tới chừng mình nổ rồi là mua không được. Từ đây Long Xuyên đâu có ai bán đạo đâu, mua. À, tôi bán xe Honda, bán vàng, bán đồ này kia chứ. Bây giờ đạo đức chẳng màng. Bây giờ nói cái đạo không mà. Nhưng mà rồi sao nhổ có tiền ngàn khó mua. À, vậy thì bây giờ lúc này là lúc còn mua được, còn vé này mua được. Chứ để chờ chừng đó không mua được. Cũng như bây giờ tôi nói cũng cấm bây giờ mà đi vô mà không mua vé là công an không cho vô. Thì chừng nữa bốn thẻ nó cũng vậy đấy. Chư thần ta giữ là không mua vé là không cho vô. Mà mua vé gì là ăn chay đó, niệm Phật đó. Làm lành ha. Vậy thì bây giờ thầy thúc mình. Nhưng mà đây nói về cái việc thiên cơ đây nhắc lại thôi. Thầy dám khẳng định cái nó xảy ra chiến tranh đệ nhị thế chiến. Rồi ngài nói chấm dứt luôn. Mà ai dám nói chỗ đó mà chỉ có ông Phật cũng biết cũng nói. Còn bây giờ cái đệ tam thế chiến này nè, nó cũng tới, nhưng mà không biết con giáp nào. Nhưng mà tôi nói với anh em bây giờ thôi, nói con giáp này đi. Đặng mình chuẩn bị kiếm mới vốn. Chứ để con giáp này mà nó tới ha, mình không có vốn nữa, không có dự ngộ được. Vậy thì thầy nó rắn núp dưới hang coi ngựa chạy, rồi khỉ ngồi trên ngựa ngó gà bay đông tây trộn rộn trời che sát, rồi nam bắc ê hề đất trở thay. Nhân vật mười phần hao bãi tám, thần tiên thấy gì cũng châu mà hỏi bãi tám, mà mười người mà chết hết bãi tám người, mười cái nhà chết còn ba bốn cái nhà là ai dám đi ngoài đường không, chừng đó mới hoảng hồn. Nhưng mà đây nó sẽ tới nha. Mình nói thôi thình này đi, rồi gà dậu thường khi cái đêm mà năm canh mà gà gái là sáng. Mà thầy cũng mách bảo, nhưng mà đây mình nhắc lại thôi chứ không có bà nghe. Không biết con gà nào, nhưng mà tôi nói trong tín đồ giáo hòa hảo, tôi nói gà này đi đặng được mình ráng lập thân cho không có gì nữa. Bởi vì canh khuya gà gái thì máu đào máu gương, đó là đệ nhị thế chiến. Mà đây là Đức Thầy nói nè, dẫu Phật ra đời thế giới bình yên, thì chỉ có ông Phật cũng ra đời, Đức Minh Vương ông lên ngôi đó. Mà ông lên ngôi rồi đó thì chừng đó ông lập lại cái đời thượng quân, ông ban thưởng cho mình, thì chừng đó không còn chiến tranh nữa. Thế giới bình yên nữa.
Vậy thì bây giờ chẳng qua là Nam Việt vô Dương nên đã xảy ra thảm thiết rồi, tôi không biết ông nào thôi, bây giờ cầu cho Minh Dương lên đây. Dạ. Đặng là thế giới không còn sâu đi thế đóng, không còn chiến tranh, không còn cướp giật nhau nữa. Dạ. Đó, không còn bắn giết nhau cho mình thấy, lại người mà giờ chế ra vũ khí giết nhau. Thì như vậy đâu phải là người, người là phải thương người. Dạ. Mà giờ người chế ra thứ độc không nhận nút không chết. Còn trước bóp cò vậy chết người thôi phải không? Bây giờ nhận nút có không biết bao nhiêu người. Thì mình thấy thời kỳ này nó loạn dữ lắm. Thôi bây giờ mình nghe lại Phật nói giờ tu đi. Thì nó hỏi cái kia bù lại. Chứ đời đây tới là khổ dữ lắm. Năm mèo tháng mèo chưa bù, năm mèo tháng hỏi lý tuôn nhầm về vậy mà chưa thấy ủ ê trung rồng lộn ê hề thay thi. Mèo kêu xiết tới rậu bi tới gà dẻo dậu. Thì bình an. Cũng như đêm năm canh mà gà gái là sáng. Thì đây là cái hồng ngân hạ nó tối. Yeah. Lập lại cái đời luôn là cái đời sáng. Thì tới gà gái mà không biết gà nào, biết đâu gà này gái mất tử sao. Vậy đi, đặng là mình ráng lập tân chứ không gì. Yeah. Chứ giờ nói mà bảo tới, khoa học ta đã bảo tới mà bây giờ mình nói không, chưa tới rồi cứ ở ngoài thì nữa, chạy không kịp. Yeah, không, giờ rồi. Chạy trước đi. Vậy thì giờ con Phật con mách bảo, giờ nó thi diệt thiên lý một bầu điều hẳn. Thiên là trời, cái lý của trời thầy biết hết. Thầy phải nói việc thiên cơ cùng tỏa trơn cho bá tánh tường nơi lao lý, cho mình biết cái khổ gì để rằng mình lập thân, đặng lục qua cái đó, đặng sống cái đời thượng ngon, bù lại. Cho nên tôi nói anh em bây giờ nhường cái đời này cho người ta đi dạy con, dạy khéo người ta hơn thua đi. Đó, bây giờ mình ráng lo ăn chay cũng lại niệm Phật làm hiền đi, nữa hưởng cái kia bù lại, chứ không có đừng mất thần đâu sợ. Yeah. Chứ để bỏ qua cơ hội này cũng lắm nghe. Yeah. Dạ. Con cũng cảm ơn ông hai. Thì ông hai cho con hỏi cái câu này là cũng là cái câu mà cuối cùng mà cũng có một cái khán giả cũng đang thắc mắc. Nói là có phải là cái đời là lập đời, đời mới không? Thành ra là có nhiều cái vị mà chư Phật đã xuống thế như vậy có đúng không ông hai? Thì về qua cái đời Đức Thầy đó thì Thầy dạ. Lãnh năm cái sắc lĩnh xuống đây. Dạ. Phật A Di Đà, Đại Thế Chí, Quan Thế Âm, Đức Minh Vương, Đức Ngọc Đế, Đức... Đức Minh Vương là năm mới xác lệnh xuống đây là cứu đời và lập quốc, cái đời nó hết ổng xuống đây cứu cái đời cho sống rồi ổng lập được đời thượng quân cho mình hưởng đó. Dạ. Vậy thì bây giờ mà nếu mà tên ổng á thì bây giờ mình ráng làm theo ổng thì có những cái phương pháp gì đó thôi, ăn chay cũng lại niệm Phật, chứ cái đời này nó hết là đây là cái lúc này là lúc tuyển lựa nè. Từ đây mà lựa cho tới cái ngày cũng như bây giờ tôi nói vừa qua là Covid lựa mình cái rồi đó. Dạ. Đó rồi đây nè, bệnh trời nè. Rồi thập bát quốc chư hầu giành xé 18 nước nó qua nè. Rồi qua liền năm nước chật đàn nè, miên nữa nè. Dạ. Đó. Rồi qua lộ dân giáo máu tràn huyết luôn. Rồi tới chừng đó Ngũ Long công chúa đánh với tiền nè, quá phép quả địa cầu này tiêu hết. Dạ. Khắp thế giới biến gì Thượng Hải mà dùng phép màu lập lại thượng hơn. Thì như vậy bây giờ cái miếng đất bốn thẻ đó là chờ chứa cái người hiền vô đó, đem cái người hiền vô đó mới còn sống, còn ngoài này là tiêu hết đó, rồi mới dùng phép màu lặp lại thượng quan đó. Vậy thì hôm nay mình rất may là có ông Phật chỉ mình rằng là mình sống đó. Vậy thì bây giờ cô bác anh chị em ráng tin tưởng qua Đức Thầy là một vị Phật, ông không nói ngoa đâu, ông nói người biết đạo phải dình ngôn ngữ, ông dặn tín đồ là nói ra phải chớ có sai lời, mà ông giấy trắng mực đen ông ghi vô đó rồi không có sao phải không. Cho nên bây giờ phải tin ổng đi, rồi mình nghe lời ổng, làm theo ổng. Nữa ổng ban thưởng cho mình. Đến kỳ thi danh thầy chạm bảng. À, trên đài cao gọi các linh hồn rồi kia đó, thầy chừng nữa thầy ban cho chứng vị xứng ngôn. Nó quý gì đó. Cho nên bây giờ mình ráng cố gắng nghe lời Đức Thầy đi, vì ổng là ông Phật mà. À, không ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà len lỏi xuống chốn hồng trần chịu cảnh chê khen, vì cái lòng từ ái chứa chan. Thường chúng sanh tới ngày tận diệt nó diễn biến nhiều cái hiện tượng gì đó. Dạ. Nước dưng lửa cháy rồi người ta thấu quá, còn chúng ta cũng chỉ cho mình sống. Đó mà mình giờ không chịu sống khỏi bàn. Còn dạ. Muốn sống thì bây giờ nghe lời ổng, chứ không có ai ra. Vậy giờ dễ ở, bây giờ làm chân chánh là tiên là Phật. Dạ. Khỏi có nhiều, nghe không? Một câu một là thành Phật. Cư trần bất nhiễm là thánh. Ở trần này mà không có nhiễm trần là ông thánh á. Dạ. Lẫn tục đừng mê chứng mực hiền, một câu một. Ở tục này mà đừng có mê này kia đi ha, là tiên hiền, là ông tiên.
là Trung Quân Dương Thác Đặng Thành Thần, vô nghĩa rồi có Trung Hiếu là được thành thần. Trung Hiếu thành thần trao trẻ hiền với lương bổn đạo rằng làm bay theo tín đồ Phật giáo và ở một câu một là thành Phật, thành thầy tiên, thành thánh, thành thần luôn. Khỏi có nhiều, nhiều là tại vì chúng sanh mê cho nên là đem 84.000 cái pháp mà nói cho chúng sanh để phù hợp với cái pháp nào theo nấy. Chứ giờ ông biểu niệm Phật không cũng thành Phật nữa. Bây giờ niệm Phật là cái tâm bình tĩnh. Bây giờ niệm Phật là tự vọng niệm chúng sanh. Bây giờ Đức Phật Kỳ Đà là khỏi tịnh. Mà nó đây là khỏi động. Mà giờ muốn cho nó tịnh thì giờ làm Phật kia là niệm danh hiệu của ổng. Mượn cái danh hiệu của ổng niệm cho lòng mình nương theo đó mà thanh tịnh. Mà thanh tịnh là phát huệ. Mà phát huệ là kiến tánh là thành Phật. Vậy thì cái pháp môn tịnh độ nó độ mình. Mà ai không tịnh là nó không có độ. À, vậy thì bây giờ chỉ có cái nhiêu đó không biết được rồi. Bây giờ mình tịnh. Bây giờ chứ đừng nói tu lâu, tu mau, tu cao, tu thấp. Mà ai niệm Phật nhiều là người này tịnh nhiều. Vì niệm Phật trừ vọng niệm chúng sanh. Thành ra bây giờ mình làm Phật kia đăng ký rồi. Mình làm Phật con rồi. Bây giờ mình phải niệm Phật. Nên làm hiền. À, vậy thì làm Phật con rồi chừng bỏ xác này. Cái linh hồn bay về trở nhập đến cái kim thân thì hiện. Là thành ông Phật bự. Dễ như con cháu chứ không có gì. Dạ, quá hay ông thầy. Ráng cố gắng. Bây giờ em Út cũng vậy nha. Dạ. Mình đi mời người ta ăn không mà mình không ăn uổng. Nhớ kỳ này là kỳ thi cử. Dạ. Con cũng cảm ơn ông hai. Vậy thì trước khi dứt tôi cũng xin nguyện ơn trên Đức Phật, Đức Thầy, các đứng bề trên, Long Thần Hộ Pháp, linh Đức Thầy, Đức Minh Dương. Cũng gia hộ cho toàn thể chư quý vị. Hôm nay có nhân viên mà nghe tôi nhắc lại là Đức Thầy đó. Để rồi tỉnh tâm hướng về giáo lý của Đức Thầy, trai giới công phu tu hành cho Ngài Thầy trở về, được diện kiến Đức Thầy và đồng có mặt trong ngày đại hội Long Hoa khi mà Đức Minh Dương lên ngôi, để chúng ta nghe Phật thuyết pháp và đồng thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.